Chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review xin giới thiệu với các bạn về một sản phẩm module chuyển nhiệt Tech 12715. Module này thì theo thông số là 150W. Thì để tán nhiệt cho module này thì có rất nhiều cách để tán nhiệt. Đây mình có một cái tán nhiệt. Tán nhiệt này mình có thể tán nhiệt bằng quạt hoặc bằng nước. Ở đây cũng thế, đây cũng là một bộ tán nhiệt. Bộ này thì tán nhiệt bằng quạt. Quạt chạy 12V. Hệ thống này, đây là hệ thống làm lạnh. Có đầu nước vào và đầu nước ra. Các bạn có thể lắp máy bơm để cho tán nhiệt. Xò nóng lạnh thì các bạn lắp ở trong này. Mặt này là mặt thổi quạt, mặt nóng mình lắp bên này, mặt lạnh sẽ bên này. Rồi, hôm nay để review về cái sản phẩm này thì mình sẽ làm tán nhiệt bằng nước. Đây là keo tán nhiệt, đồng hồ đo nhiệt độ. Rồi, bắt đầu mình tiến hành kép. Cái này có hai mặt nóng mặt lạnh nhá. Đây là mặt lạnh, đây là mặt nóng, cấp dương nguồn và âm nguồn. Trước tiên thì mình cho một ít keo. Bôi lên bề mặt để đảm bảo tán nhiệt tốt. Mặt nóng mình sẽ lắp ở mặt này. Rồi, đây là module chuyển nhiệt Tech, mình sẽ lắp này. Càng sát cái tán nhiệt càng tốt thì sự tán nhiệt nó càng tốt. Ok. Giờ mình sẽ đặt cái đầu cảm biến vào đây, khít cái này lại. Rồi, đầu cảm biến nó được nằm sát vào đây rồi. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn. Cấp nguồn 12V âm vào dương. Ok, nhiệt độ đang là 31 độ C. Cấp nguồn sụt áp. Đó, xuống cực nhanh luôn, nhiệt độ còn 9,8, xuống 1 độ ở đây, cho một tí nước lên. Âm 0,7. Bắt đầu đóng đá này. Âm 0,7 nhé, âm 0,9 nhé. Nó có tuyết. Âm 0,2 độ. Rồi, mình sẽ xem. Mình sẽ xem là cái này. Bây giờ mình xem cái đóng đá của nó, mình đóng đến đâu. Nhá.
cục đá luôn rồi đây. Rồi, rồi. Đá này. Đây. Các bạn có thể thấy đá này. Đá mình gắp lên này. Đấy. Miếng to này. Đấy. Miếng đá rất là to. Khi mà đạt không âm 0,6 độ thì gần như là chúng ta nhận được là đá rất là lạnh. Lấy một miếng to này nhé. Đây. Miếng đá rất là to. Cho ít nước lên đây, một lúc sau nó lại thành đá. Rồi. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.